Từ cái nắp của cốc cà phê và một chiếc bánh donut đến những chấm đen trên kính xe hơi và các chìa khóa trên thang cuốn. Có rất nhiều thứ xung quanh mà bạn không để ý đến lại mang những công dụng cực kỳ bất ngờ đấy. Hãy chuẩn bị mà thốt lên rằng: "Trời ơi! Này, cùng luyện trước nào! Trời ơi! Được rồi đấy, giờ hãy cùng khám phá thôi!" Lưới màu đen ở cửa sổ lò vi sóng có nhiệm vụ ngăn không cho vi sóng lọt ra ngoài. Nếu không có bộ phận này, thức ăn sẽ không được làm nóng đúng cách và tất cả các thiết bị điện tử cạnh đó cũng sẽ bị tắt. Nếu từng gặp rắc rối với việc lấy sô-cô-la khỏi hộp, thì hãy nhìn những cái lỗ tròn nằm quanh các viên kẹo. Chúng được thiết kế như vậy để giúp bạn đấy. Nếu nhấn vào lỗ nằm cạnh viên kẹo thì nó sẽ nảy lên ngay. Ngày trước, nướng chín đều phần cạnh và phần giữa bánh là một chuyện không dễ. Do đó, các thợ làm bánh đã quyết định làm thêm một lỗ ở giữa mấy cái bánh donut. Bánh ngọt mà bạn thích là gì? Cho tôi biết ở phần bình luận bên dưới nhé! Bạn có bao giờ thấy cái ổ khóa từ nho nhỏ ở ống nhiên liệu tại trạm xăng chưa? Mỗi khi ai đó lái xe đi trong khi vòi xăng vẫn còn đang nối với xe của họ, thì khóa sẽ tự động nhả vòi ra. Vâng, có nhiều người hay quên thế đấy. Khi bạn nhấp cà phê trong cốc bằng nắp, thì áp suất không khí bên trong sẽ giảm. Vì vậy, không khí sẽ cố gắng luồn vào cốc. Cái lỗ nhỏ trên nắp cho phép không khí đi vào và nhờ đó chất lỏng có thể dễ dàng tuôn ra lỗ chính. Hãy nói thêm về nắp đồ uống nào. Những cái nút nhỏ trên nắp sẽ giúp nhân viên nhà hàng và cả khách hàng biết được trong cốc có gì. Gần mỗi nút là một cái tên. Chỉ cần nhìn xem nút nào bị ấn xuống thì bạn sẽ biết đó là món đồ uống gì. Trước đây, đôi khi mọi người cạo đi một mảnh nhỏ từ các đồng xu được làm bằng kim loại quý để bán, rồi dùng những đồng tiền ấy để mua đồ. Để đảm bảo rằng các đồng xu không bị hư hại nữa nên các rãnh trên dìa đã xuất hiện. Đó là lý do đồng 1 hào và đồng 25 xu có hình dạng như vậy. Các đường trên rắc cắm tai nghe có nhiệm vụ giúp cách điện. Những dải màu bạc hoặc màu vàng là các điểm tiếp xúc của những dây tương ứng. Một đường có nghĩa là tín hiệu cho âm thanh mono, hai dải là âm thanh stereo và ba dải có nghĩa là một micro cài sẵn. Các con số ở nhãn dán trên trái cây sẽ giúp bạn biết được chúng đã được trồng như thế nào. Nếu trên nhãn có 4 chữ số và chữ số đầu tiên là 4 hoặc 3, thì người ta đã phun thuốc trừ sâu lên quả đó. Nếu trên nhãn có 5 chữ số và chữ số đầu tiên là 9, thì quả đã được trồng theo phương pháp hữu cơ. Nếu có 5 chữ số và chữ số đầu tiên là 8, thì quả đã được biến đổi gen. Rõ cả rồi chứ? Tôi cũng chưa rõ đâu. Các chấm nhỏ trên kính xe hơi giúp mắt bạn không bị phân tâm quá nhiều. Ngoài ra, vì phần màu đen, được gọi là frit này, vốn thường dễ bị nóng hơn mắt kính trong suốt, nên chúng cũng giúp ngăn kính chắn gió không bị biến dạng bằng cách tỏa nhiệt đều ra. Khi đang quay lại chỗ để xe sau khi đã cho những món đồ mình đã mua vào túi, thì hãy dùng các móc tròn trên xe đẩy trong siêu thị để treo túi. Giờ thì các món hàng dễ bị biến dạng như bánh mì, trứng, hoa quả và rau sẽ không bị dập nát và bị các sản phẩm nặng hơn đè lên nữa. Rãnh trên bậc thang cuốn giúp đẩy các vật như túi đồ hoặc rác thải đi để không cho chúng kẹt lại ở giữa các bậc. Ngoài ra thì các đường rãnh ấy sẽ giúp bạn di chuyển khỏi thang dễ hơn khi bạn tới điểm đầu hoặc điểm cuối thang vì các bậc thang sẽ bằng phẳng hơn. Những quả bóng chơi gôn đầu tiên hoàn toàn nhẵn nhụi, nhưng rồi người chơi nhận thấy rằng sử dụng những quả bóng bị chảy xước hoặc nứt vỡ lại tốt hơn. Đó là lý do tại sao bây giờ tất cả các quả bóng gôn đều có các chỗ lõm. Thiết kế này khiến chúng di chuyển xa hơn gần gấp đôi. Dù miếng nhựa nhô ra ở dưới gương chiếu hậu trong xe có thể giúp xe bạn thơm mát hơn, nhưng thực chất nó lại cần gạt lên xuống. Gạt lên, bạn sẽ ở chế độ lái xe ban ngày và thấy được mọi thứ sáng rõ. Gạt xuống thì gương sẽ tối hơn và giúp làm giảm độ chói từ mấy chiếc đèn pha phía sau xe bạn. Những cái gai cao su nhỏ nhô lên trên hầu hết những các lốp xe mới đều được thiết kế để giúp bạn biết khi nào bạn cần thay lốp mới. Nếu những cái gai đó bị mòn thì việc lái xe sẽ không còn an toàn nữa. Nếu không có ai giữ đầu kia của thước dây khi bạn đang muốn đo một thứ gì đó, hãy dùng một cái đinh. Thế này nhé, bạn chỉ cần móc chiếc lỗ nhỏ mà cái thước dây nào cũng có vào đinh mà thôi. Lỗ ở giữa thìa spaghetti không chỉ có công dụng làm ráo nước mà còn để đo lượng mì. Cái lỗ ấy đong vừa vặn một khẩu phần. Nếu bạn cầm vào phần thân của một chai đồ uống bằng thủy tinh thì món đồ uống sẽ ấm lên do thân nhiệt của bạn. Vì vậy,
Phần lớn những cái chai này đều có phần cổ dài, cầm vào cổ chai sẽ giữ được cho đồ uống lạnh lâu và bạn cũng dễ cầm cái chai ấy hơn nữa. Tuy nhiên, đừng làm như vậy với các con của bạn nhé! Chiếc thìa cán hình vuông đi kèm cốc kem McFlurry sẽ giúp bạn trộn phần topping vào với kem. Chiếc thìa được lắp trực tiếp vào một cái máy rồi nó sẽ quay tròn. Tuy nhiên, đừng làm như vậy với các con của bạn nhé! Bạn đã bao giờ quên mất bình xăng của xe nằm ở phía bên nào chưa? Mũi tên nhỏ hình tam giác trên bảng điều khiển sẽ nhắc bạn điều này đấy. Nếu nó chỉ sang trái thì nắp bình xăng của bạn nằm ở bên trái. Còn nếu nó chỉ sang phải, đúng rồi, bình xăng sẽ nằm bên phải. Ổ khóa nằm ngoài trời sẽ bị hỏng rất nhanh do trời mưa. Bạn có nhìn thấy cái lỗ nhỏ ở đáy này chứ? Nó được thiết kế để người ta đổ dầu máy vào trong khóa. Hãy thử làm đi, rồi chìa khóa của bạn sẽ mở ổ ra ngay mà không có khó khăn gì. Cái viền nhô ra dưới nắp chai nước bằng nhựa và nước có ga giúp chất lỏng và carbonate bên trong được bảo quản kín hơn. Nếu không có bộ phận này, nước sẽ hết ga rất nhanh. Rất nhiều tay nắm cửa được làm bằng đồng thau thay vì đồng, bởi vì đồng thau có thể ngăn mầm bệnh lây lan. Lỗ nhỏ trên đầu que kẹo mút giúp cho kẹo bám chắc vào que. Khi kẹo tan chảy được đổ vào khuôn, một chút kẹo sẽ tràn vào trong lỗ và cứng lại. Bạn cứ đập vào đáy chai tương cà bằng thủy tinh, nhưng tương vẫn chẳng chảy ra ư. Đây là một mẹo nhỏ, nghiêng chai tương cà và vỗ vào phần giữa cổ chai. Ở nhiều cửa hàng đồ ăn nhanh, khách hàng cho tương cà hay mù tạt vào những chiếc cúp giấy gấp nhỏ xíu. Thực ra thì những cúp đó phải được mở ra và để biến thành những đĩa giấy nhỏ và như thế, bạn sẽ dùng được nhiều suất hơn. Khi đi máy bay, bạn có thể ngắm nhìn bầu trời tuyệt đẹp từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ là nhờ vào cái lỗ nhỏ này. Nó ngăn cho cửa không bị mờ sương và cũng giúp điều chỉnh sự chênh lệch áp suất cực lớn giữa không khí bên trong và bên ngoài máy bay. Tay cầm phụ trên thùng đựng xăng được phát minh ra để hai người có thể cùng xách thùng. Tay cầm ba giúp phân phối đều trọng lượng. Hơn nữa, tay cầm ở giữa cũng có ích nếu bạn phải cầm thùng rỗng. Bạn có thể dễ dàng cầm hai thùng bằng chỉ một tay. Ngày trước, quả cầu nho nhỏ trên mũ len được thiết kế để bảo vệ đầu của các thủy thủ. Khi ra khơi và gặp sóng to, họ phải có cái gì đó để đệm khi bị cọc đầu vào cái trần thấp dưới boong tàu. Vài người gấp tiền và để chúng trong chiếc túi phụ nhỏ xíu ở quần jean. Nhưng ban đầu, vào thế kỷ 19, nó được thiết kế để đựng đồng hồ quả quýt. Còn tôi à, tôi đựng kẹo cao su ở đá đấy. Cực tiện. Lê vở bạn dùng để ghi chú đã từng được dùng để bảo vệ nội dung được viết trên giấy khỏi chuột các loại. Loại gặm nhấm này thường nhấm nháp mấy cái mép của mọi thứ mà chúng tìm được, bao gồm cả giấy. Cái que cầm của nồi hay chảo rán không chỉ được dùng để treo lên tường đâu. Khi nấu, hãy đặt phần chuôi thìa vào cái lỗ, sẽ giúp nhà bếp của bạn bớt lộn xộn nhé. Phần lông màu xanh hoặc bất kỳ màu tối nào khác trên bàn chải đánh răng được thiết kế để nhắc nhở bạn khi nào cần thay bàn chải mới. Nếu bạn thấy màu lông nhạt đi, hãy mua bàn chải mới hay đầu chải mới nhé. Dù bị hiểu lầm rất nhiều nhưng phần màu xanh của cục tẩy vẫn là để tẩy bút chì, chứ không phải bút bi. Nhưng đó sẽ là dấu chì được viết ở trên những tờ giấy dày hơn. Ngoài ra thì nó cũng loại bỏ các vết bẩn do phần màu hồng làm sót lại. À, nếu bạn có thể nhớ được Fred là gì, 10 điểm cho nhà Gryffindor. Này, nếu bạn học được điều gì mới hôm nay, đừng quên nhấn like và chia sẻ đấy. Tiếp theo là một vài video thú vị khác có thể bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấn vào bên phải hoặc trái và luôn đồng hành cùng Sai Sáng nhé!